chào tất cả các quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, thì hôm nay mình sẽ làm một cái món đà điểu nướng cả con siêu to khổng lồ. Trời ơi, ông chỉ được cái chém gió. Chém gió là thế nào? Bà không tin đúng không? Không. Bây giờ là bà nhắm mắt vào, tôi đếm từ 1 đến 3. Đúng đấy, sau đó bà mở mắt ra thì bà đến thấy có đà điểu sẵn. Siêu to khổng lồ xuất hiện ở đây. Được. Được. Tôi nhắm mắt đây. Tôi sẽ đếm nhá. Một con và đếm. Một vài trăm con đà điểu cơ. Hai. Ba. Wow! Thế nào? Bà đã tin tôi chưa? Đàn ông ấy, ta nói là phải làm. Phương Lan TV nói được và làm được. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái món đà điểu nướng cả con siêu to khổng lồ. Wow! Vô địch! Quay quay! Quý vị và các bạn thân mến, thì mình đang trong cái công đoạn là vặt lông đà điểu nhé các bạn nhé. Thì mình sẽ chia sẻ luôn cái cách thịt đà điểu này các bạn này. Thì đà điểu của chúng ta là sẽ được vặt lông sống nhé các bạn nhé, không dùng nước sôi. Đấy, cái kềm mới giò được các bạn. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng tay vặt lông sống. Còn những cái phần cánh ấy, thì chúng ta có thể sử dụng kìm để chúng ta nhổ cho nó nhanh nhé các bạn nhé. Thì cái phần da là của con đà điểu này, phần da này sẽ được lọc ra để phục da và để làm cái chế tác thành những cái đồ da đà điểu nhé. Như ví dụ như là giày da này, ví da, thắt lưng da, túi da đấy nhá các bạn nhá. Nó kiểu như dạng như thế. Dạ. Quý vị và các bạn thân mến, thì cái đà điểu của chúng ta nhá, sau khi chúng ta vặt lông này thì chúng ta sẽ phải là dùng nước nhá, rửa sạch cái bề mặt của con đà điểu nhá. Chúng ta sẽ phải sử dụng cái rẻ thứ bát đấy các bạn. Hay là sử dụng cái bàn chải này. Đấy, chúng ta sẽ đánh thật sạch nhá. Thì cọ từng cái bộ phận một nhá để cho nó sạch như này các bạn này. Đấy, nhìn bề mặt của nó phải trắng tích như này này. Đấy nhá các bạn nhá. Thì sau đó thì chúng ta mới sơ chế. Một là chúng ta lọc da, là hai là chúng ta sẽ để cả con, để cả nguyên da nhé. Thì nên hôm nay Phương Lan TV làm cái món đà điểu nướng cả con nguyên da các bạn nhé. Đây, nguyên một con đà điểu to như này này, chúng ta sẽ nướng cả một con nguyên như này nhé các bạn nhé. Phương Lan TV thì kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, thì cái hành trình làm cái món đà điểu nướng nguyên con siêu to khổng lồ của anh em mình là bây giờ là đến cái công đoạn mà quan trọng nhất này các bạn này. Đây là cả một con đà điểu 120 cân đã được gá trên cái giá này. Anh em mình mất tầm khoảng hơn một tiếng đồng hồ mới làm được cái đá này nhé các bạn nhé. Đấy, bây giờ là công việc của anh em mình là bây giờ là sẽ gá lên cái đá nướng nhé các bạn nhé. Đây, quý vị và các bạn cùng theo dõi nhé. Rồi, ok. Xe đèn nữa không, bắt đầu ghi cái này không được. Rách nổ hết rồi. Quay đi nổ thì cháy hết rồi. Có phải cảnh sát quá. Cảnh cháy bố luôn. Thấy mày. Nó chạy đi ạ. Và bây giờ hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn cái lúc đấy nha các bạn nhé. Ok. Ok. Hello, Phương Lan TV xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, thì cái thời điểm này bây giờ đã là 7 giờ tối rồi. Thì cái có một cái sự cố là ngoài sự mong muốn của mình. Khi mình tính là khi mình làm cái con đà điểu nướng cả con siêu to khổng lồ này, thì mình dự kiến là đến tầm khoảng là 6 giờ chiều là mình sẽ làm xong cái món này.
Nhưng mà thực tế thì đến thời điểm này ấy, thì cái quá trình này mà nếu mà thực hiện xong ấy, thì đến phải tầm khoảng 9 giờ tối thì mình mới thực hiện xong nữa các bạn nhá. Thì đến đây cái video này thành thực rồi, xin lỗi tất cả các quý vị và các bạn là những hình ảnh này mà của mình làm nó hơi bị tối một chút nhá các bạn nhá. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ thêm một chút là lý do là hôm nay là mình quyết định là làm một con đà điểu nướng cả con tôm hùm đồ là có hai lý do. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye. Okay.